Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thì ngành khoa học công nghệ ở nước ta vẫn còn tồn tại nhiều bất cập về cơ chế tài chính, sự tham gia của doanh nghiệp hay thu hút nhân lực. Thời gian qua thì những bất cập đó đã khiến không ít những nhà khoa học buộc phải làm một việc được coi là cấm kỵ với họ, đó là nói dối. Câu chuyện sau đây của Phó sư tiến sĩ Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phần nào phản ánh những bất cập trên. Hơn 30 năm dành cho nghiên cứu khoa học, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Cảnh đã trải qua biết bao thăng trầm. Ông hiểu được những thiệt thòi mà những nhà khoa học gặp phải trong quá trình nghiên cứu. Ông tâm sự, làm khoa học bây giờ khó nhất là vấn đề tài chính. Tài chính ở đây không hẳn là thiếu tiền, mà là cơ chế. Bản thân ông mỗi lần đi công tác vùng sâu, vùng xa, nghiên cứu thực địa, việc thanh toán cũng gặp khó khăn, buộc ông phải nói dối. Trong cái quy định của chúng ta là đối với người dân địa phương, ví dụ chúng ta chỉ được chi trả là 50.000 đồng cho một người, một ngày. Thế nhưng mà thực tế bây giờ khi đi thuê, nếu mà chúng tôi không trả 100.000 cho một người một ngày là không ai người ta hợp tác với mình. Thế thì buộc là chúng tôi vẫn phải trả là 100.000. Thế nhưng mà cái số ngày đấy thì phải khác đi để cho nó đúng với lại cái số tiền mình trả, đúng không? Thì phải nhân đôi cái số ngày lên. Thế thì chúng tôi buộc là phải khai tăng cái số ngày trên thực địa. Ông Cảnh cho biết, nói dối ở đây là nói dối để được việc khoa học, chứ không phải nói dối các kết quả nghiên cứu. Nói dối quy chế tài chính để giữ nguyên kết quả khoa học, vì đi nghiên cứu có những cái phát sinh mà trong dự toán không có. Ông cũng thừa nhận, việc nói dối như trên không phải là hiếm trong giới khoa học nước ta. Chúng tôi cũng lại tự trách, tức là mình làm như thế là cũng lại sai nguyên tắc. Bởi vì nguyên tắc là phải được duyệt kinh phí mới được triển khai cái đề tài nghiên cứu. Đấy, thế nhưng mà nhiều lúc vì cái công tác khoa học cho nên chúng tôi phải triển khai và sau đó thì hợp lý hóa. Mỗi năm, ngân sách nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Đây là một con số không nhỏ. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác nghiên cứu thời gian qua chưa được cao, cũng như chưa kích thích sức sáng tạo của nhà khoa học. Theo các chuyên gia, nguyên nhân ở đây là cơ chế tài chính và đầu tư. Thì các cái chủ trì đề tài người ta phải nghĩ ra vài chục cái chuyên đề để giải ngân ấy, mà tôi thấy là cái điểm này thì không ở một nước nào có cái đề tài mà lại chia ra thành mấy chục các cái chuyên đề. Và bản thân các nhà khoa học bây giờ là phải mất rất nhiều thời gian để mà đi hợp lý hóa các cái chứng từ nghiên cứu hơn là bỏ cái thời gian vào để nghiên cứu khoa học. Trong bối cảnh cơ chế tài chính đang là một nút thắt cho tiến trình phát triển khoa học và công nghệ như hiện nay, thì việc làm thế nào để có một nguồn tài chính dài hạn cho lĩnh vực khoa học công nghệ, một cơ chế tài chính công khai, minh bạch hơn và thông thoáng hơn vẫn đang là câu hỏi mà các nhà khoa học đặt ra thời gian qua. Chỉ khi nào nút thắt trên được tháo gỡ, thì việc nghiên cứu khoa học mới đem lại được hiệu quả như mong muốn.